Kính thưa quý vị, ngày 10 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thanh Hiếu, 33 tuổi, ngụ phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Hiếu đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận đã tham gia vụ gây rối bằng súng tại khu vực đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa. Trước đó, vào đêm 1 tháng 6, Lê Thanh Hiếu đi xe ô tô khu vực đường Võ Thị Sáu thì gặp một xe ô tô đi ngược chiều nhưng hai bên không chịu nhường nhau. Thấy sự việc trên gây tắc đường, một thanh niên chưa rõ lai lịch đang ăn tối gần đó ra hướng dẫn và yêu cầu tài xế xe của Hiếu đi để tránh ách tắc thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Hiếu xuống xe, lấy súng công vụ hỗ trợ bắn nhiều phát lên trời để thị uy, sự việc gây hoảng loạn cho người dân. Nhận được tin báo, cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường, nhưng lúc này Hiếu đã lên xe bỏ đi. Đến ngày hôm sau, Hiếu đến cơ quan công an đầu thú. Công an cũng đã thu giữ khẩu súng cùng một số viên đạn. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.